Wow, trông thật thư giãn. Ôi, bạn làm rơi kem kìa Hailey. Ôi không, đó không phải là kem đâu. Đó chính là hậu quả của việc ăn ở ngoài trời đấy. Toàn là chim bay trên đầu. Bài hát yêu thích của tôi đang phát kìa. Chúng ta hãy bật loa hết cỡ nào. Vicky, hát đi nào cô gái. Wow, cô gái kia trông thật điên rồ. Trời ơi, thật là xấu hổ làm sao. Tôi phải nhớ sơn màu cửa sổ thôi. Cũng được nghỉ trưa trên mái nhà sau một buổi sáng làm việc vất vả. Ôi trời ơi, cậu có thấy kỳ quan đó không? Kỳ quan đó? Ồ vâng, chúng tôi chắc chắn nhìn thấy nó rồi. Trời ơi, cậu còn nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy chúng ta không? Tôi còn không trang điểm chút nào ấy. Nhanh lên, tân trang lại một chút nào. Có lúc, tất cả bạn cần chỉ là một cú tân trang nóng bỏng bất ngờ mà thôi. Từ việc chỉnh trang tóc siêu tốc, đến việc tô lại chút son. Ái chà, Emily nghiêm túc hẳn luôn. Đôi khi, chỉ cần một chút thay đổi cũng có thể biến bạn thành một người phụ nữ mới mẻ và lộng lẫy. Được rồi các quý cô, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đây có phải là những cô nàng lúc nãy nữa không? Ai đó gọi người biên đạo đi, vì những cô gái này đỉnh quá. Tại sao quay chậm việc đi bộ lại làm cho mọi thứ trông quyến rũ hơn gấp 10 lần? Ồ, chuẩn bị cho cú hất tóc này. Vâng, Emily tuyệt lắm. Olivia đang cắn môi đầy quyến rũ. Các cậu ơi, chúng tôi đã đi bộ được một lúc rồi. Bạn có nghĩ rằng anh chàng dễ thương kia có thấy kỳ không? Anh nhất chờ đợi bạn mình trả lời tin nhắn siêu đỉnh ấy. Thôi nào cô gái, cậu đọc tin nhắn đấy trong bao lâu vậy? Được rồi Hailey, tôi biết cậu đang dùng điện thoại mà. Trời ơi, tôi phải chờ bao lâu đây? Tới Giáng sinh à? Đây rồi, nghiêm túc à? Mất bao nhiêu thời gian mà cậu chỉ nói được thế thôi sao? Ồ, hết chịu nổi rồi. Cô ấy không thoát được với lời đáp lười nhác ấy đâu. Tôi sẽ đến nhà cô ấy và thông báo rằng thế này là không được. Wow, Vicky như kiểu sắp hòa làm một với chiếc taxi đó rồi. Cô ấy sắp sửa nổ tung mất. Tôi tới đây. Sao? Cậu cũng mở cửa chậm như trả lời tin nhắn chứ gì? Vicky, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện này này. Tôi dành thời gian để nhắn cho cậu câu chuyện hay như thế này. Tôi biết tôi nên sử dụng cả biểu tượng cảm xúc nữa mà. Được rồi, cuối cùng cũng đến lúc ngồi lại và thưởng thức chương trình yêu thích của tôi. Tôi đã chờ đợi nó cả tuần. Đã bao giờ ăn uống vô tư và xem TV cùng một lúc chưa? Olivia. Đúng, cô ấy đã ăn hết tất cả mọi thứ. Cô ấy thậm chí còn không chớp mắt. Ôi trời, tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã ăn hết. Nhưng tốt thôi, tôi vẫn còn nhiều hơn nữa để thưởng thức. Một lời khuyên cho bạn. Chỉ mang theo vừa đủ lượng đồ ăn bạn định ăn. Nếu không, bạn sẽ ăn một cách vô thức mà không để ý. Hết miếng này đến miếng khác. Tại sao phải lãng phí thời gian với một con dao, phải không? Wow, đêm chung kết mùa này thật điên rồ. Hey, bánh của tôi đâu rồi? Tôi muốn một miếng nữa. Ôi trời, tôi không thể tin là tôi đã ăn cả cái bánh. Thật tốt khi ở nhà một mình. Hãy giả vờ như chưa có gì xảy ra. Tận hưởng một buổi chiều yên bình ư Sophia. Bây giờ phải dậy ư? Tôi sẽ giải quyết điều đó trong vài phút. Ôi trời, tôi thích Olivia trên Instagram quá. Những bức ảnh của cô ấy là tuyệt nhất. Ôi trời, anh ta chắc chắn không nói thế đâu. Bạn có quên thứ gì đó không Sophia? À, thịt, tôi quên mất thịt. Thứ này có thể giã đông trong 5 phút ư? Tôi chỉ cần thả nó vào lò vi sóng, nó cần nhiệt độ mà phải không? Mà, giã đông được chứ nhỉ? Ôi không, nó vẫn còn cứng như đá. Hãy đối mặt đi Sophia, chỉ khi bạn có thể quay ngược thời gian, không thì thịt đó vẫn đóng băng. Ô, cha mẹ. gì đẹp hơn một bộ móng mới, phải không Vicky? Thật là thời thượng. Cuối cùng thì chúng cũng khô và ổn để khoe. Nhưng nếu móng bạn dài vậy, làm việc đơn giản cũng hóa phức tạp đấy. Ví dụ, một việc còn con như xoa kem dưỡng, chà, cũng trở nên khá kinh khủng. Hiểu ý tôi chứ? Làm sao để tôi lấy thứ này ra đây? Tôi có thể cạo chúng ra, nhưng thật sự quá phiền phức. Sẽ được xem lại những điều xảy ra hàng ngày, nhưng rất na ná những khoảnh khắc đáng quên đi kia. À, xuân tới rồi đó, và bạn biết nó đồng nghĩa với việc gì không? Đã đến lúc dọn dẹp rồi. Đừng có quên lau hết bụi cho cái bàn phím đó nha. Trời ơi, những thứ như thế thể nào cũng trở nên rất là dơ. Ôi, cây son dưỡng của tôi, mấy cái bánh quy nữa. Ngài Melwington, làm sao này? Cha, chào buổi sáng, Olivia. Hôm nay trông bạn chất như nước cất. Có gì đó mách bảo tôi rằng bạn sẽ có một ngày tuyệt đẹp vẫy gọi phía trước. Nghĩ lại đi. Một phần quỷ quyệt về những bước chân là hụt một bước thôi cũng có thể phá hủy những bước tiến dài. Và cô ta đang đi xuống. Cứ lấy những gì bạn muốn, nhưng sắp sửa té lầu rồi kìa cô bé. Chúa ơi, tôi chẳng thấy gì cả. Hú hồn, suýt nữa thì... Được rồi, tôi có vỏn vẹn nửa tiếng để lấy hết hàng tạp hóa trước khi đi làm. Để xem chúng ta sẽ xử lý sao ở đây. Wow, hình như tôi có nhiều đồ hơn mức có thể mang. Bạn có nghĩ Olivia có thể làm như vậy trong một chuyến đi không? Tôi cũng không nghĩ vậy. Chà, chỉ còn một thứ để làm thôi. Đến giờ vận động cơ bắp rồi. Giờ nâng đây. Và 1, 2, 3. Được rồi, tôi nghĩ tôi xong hành trình này rồi. Yes, Olivia, bạn đi shopping bao nhiêu sáng nay vậy? Tôi thấy tội cho cánh tay và ví của bạn quá. May là mai là ngày có lương rồi. Được rồi, cái cuối cùng, bạn làm được rồi. Ai sẽ đóng thùng để xe? Tay tôi đầy đồ rồi. Được rồi, vừa vặn luôn cô gái. Đừng mệt vội, bạn vẫn phải đi bộ cả đoạn tới cửa trước nữa đó. Bạn nắm được rồi, Olivia, tụi này tin bạn. Được rồi, sắp tới rồi, còn vài bước nữa thôi. Thôi quên nó đi, tôi sẽ đá cái thứ nguyền rủa này vào nhà. Xin chào, có ai ở nhà không? Thậm chí tôi còn không lách vừa cái cửa. Chà, rốt cuộc cũng được. Ok, bây giờ ai sẽ lấy hết mấy cái thứ này ra khỏi đây? Coi như công sức đi gym mỗi ngày cũng xứng đáng.